danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng tất cả các con đến với môn học tiếng Việt 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và hôm nay cô Lan Anh sẽ cùng với các con trả lời các câu hỏi có trong vở bài tập tiếng Việt 2 tập 1 nhé. Các con quan sát thấy những gì trong bức tranh nhỉ? Đây là loài cây gì mà khi các con chạm vào này thì chúng sẽ co lại? Đó là cây gì? Vậy thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu vào ngày hôm nay nhé. Chính là tuần 4, bài 7 với chủ đề cây xấu hổ. Các con đã sẵn sàng để hoàn thành các câu hỏi cùng với cô Lan Anh chưa? Chúng ta cùng mở vở ra nào. Câu hỏi số 1 nằm ở trang 16. Nội dung câu hỏi như sau. Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ hoạt động tương ứng. Các con quan sát cho cô này. Những từ chỉ sự vật là những từ được khoanh tròn, được chưa nào? Chúng ta có 3 từ như sau. Cây xấu hổ, cây cỏ xung quanh và con chim xanh. 8 từ hoạt động tương ứng này. Hé mắt nhìn, vội bay đi, co rúm mình lại, xôn xao, tiếc, suýt xoa, đậu trên cành thanh mai, mở bừng mắt lá. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại bài đọc và chúng ta hãy quan sát cho cô xem là những sự vật này sẽ ứng với các hoạt động nào được nói đến trong các câu văn nhé. Các con cùng đọc lại với cô Lan Anh này. Bỗng dưng gió ào ào nổi lên, có tiếng động gì lạ lắm, những chiếc lá khô lạt xạc lướt trên cỏ, cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao, nó hé mắt nhìn không có gì lạ cả, bây giờ nó mới mở bùng những con mắt lá, quả nhiên không có gì lạ thật. Nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao. Thì ra, vừa có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng không biết từ đâu bay tới. Chim đậu một thoáng trên cành thanh mai, rồi lại vụt bay đi. Các cây cỏ suýt xoa, biết bao nhiêu con chim đã bay qua đây, chưa có con nào đẹp đến thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ, cây xấu hổ càng tiếc, không biết bao giờ con chim xanh ấy quay trở lại. Rồi, như vậy là qua 4 đoạn văn mà cô Lan Anh vừa đọc cho các con, thì chúng ta đã chú ý cho cô được những sự vật đó ứng với hoạt động nào chưa? Có cây xấu hổ này. Có gì nữa không nào? Cô gợi ý nhé. Trong đoạn văn đầu tiên chúng ta sẽ thấy một hoạt động cây xấu hổ này. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Vậy thì chúng ta cùng quay lại với đề bài nào. Và đáp án cho câu hỏi số 1 như sau. Cây xấu hổ có 4 hoạt động này. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Cây xấu hổ hé mắt nhìn. Rồi là cây xấu hổ tiếp. Và cây xấu hổ mở bừng mắt lá. Các con hãy dùng thước và nối cho cô 4 hoạt động đầu tiên của cây xấu hổ nhé. Rồi, chúng ta đến với sự vật tiếp theo đó là cây cỏ xung quanh và có 2 hoạt động tương ứng như sau. Hoạt động thứ nhất, xôn xao và hoạt động thứ hai, suýt xoa. Sự vật cuối cùng chính là con chim xanh cũng có 2 hoạt động như sau. Hoạt động thứ nhất, vội bay đi và hoạt động thứ hai, đậu trên cành thanh mai. Như vậy là cô Anh và các con đã cùng nhau hoàn thành xong bài 1 rồi. Các con nhớ phải dùng thước và nối thật thẳng cho cô nhé. Hoàn thành xong câu hỏi số 1, chúng ta cùng đi vào câu hỏi số 2 nào. Nội dung câu hỏi số 2 là gì nhỉ? Các con cùng đọc với cô này. Các con hãy đánh dấu phê tích và ô trống dưới từ chỉ âm thanh. Và chúng ta có 5 từ ngữ ở đây như sau. Từ thứ nhất, xôn xao. Từ thứ hai, lóng lánh. Từ thứ ba, lạt xạt. Từ thứ tư, ào ào. Từ cuối cùng là xanh biếc. Còn suy nghĩ cho cô xem là trong 5 từ ngữ này thì từ nào là từ chỉ âm thanh nhé.
Từ chỉ âm thanh là những âm thanh mà các con nghe được bằng tai. Các con thường nghe thấy những âm thanh gì nhỉ? Những tiếng động đúng không nào? Cô giả sử này, xanh biếc trong năm từ này thì chính là một từ chỉ màu sắc rồi này, từ chỉ đặc điểm này. Vậy thì những từ còn lại, có từ nào là từ chỉ âm thanh? Các con cùng suy nghĩ cho cô nhé. Còn với cô này, đáp án của cô như sau. Chúng ta có 3 từ chỉ âm thanh trong tổng số 5 từ, chính là xôn xao, lạt sạt và ào ào. Các con đánh dấu vết tích, dấu trống dưới 3 từ này cho cô nhé. À, đó là câu hỏi số 2. Còn câu hỏi số 3 thì sao nhỉ? Các con cùng cô tìm hiểu này. Câu hỏi số 3 nằm ở trang 16, yêu cầu các con xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào cột phù hợp. Chúng ta có rất nhiều các từ trong ngoặc đơn này, lần lượt như sau. Xanh biếc, lóng lánh, cành thanh mai, cây xấu hổ, đẹp, con chim xanh, cây cỏ và gió. Vậy thì cột phù hợp của chúng ta là những cột nào? À, chúng ta có 2 cột này. Cột thứ nhất, từ ngữ chỉ sự vật. Và cột thứ hai, từ ngữ chỉ đặc điểm. Từ ngữ chỉ sự vật nhé, là chúng ta có những từ chỉ con người này, chỉ cây cối này, chỉ con vật, đúng không nào? Còn từ ngữ chỉ đặc điểm chính là các hình dạng bên ngoài, các đặc điểm bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy nó, đúng không nào? Bây giờ các con cùng suy nghĩ cho cô và xếp các từ trong ngoặc đơn vào 2 cột thích hợp nhé. Các con đã suy nghĩ xong chưa nào? Chúng ta cùng đối chiếu đáp án với cô này. Đáp án của cô như sau. Có rất nhiều các từ ngữ chỉ sự vật nhé. Các con cùng đọc với cô này. Cành thanh mai, cây xấu hổ, con chim xanh, cây cỏ và gió. Vậy thì cột từ ngữ chỉ hoặc chỉ đặc điểm sẽ là những từ còn lại. Xanh biếc, lóng lánh và đẹp. Các con hoàn thành vào trong vở cho cô thật 2 cột thật là nót nhé. Bây giờ thì chúng ta còn chuyển sang câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4 nằm ở trang 17. Yêu cầu các con đó là đóng vai cây xấu hổ, viết tiếp để hoàn thành câu. Và câu của chúng ta được bắt đầu là mình rất tiếc. Bây giờ các con hãy hoàn thành cho cô chỗ trống bằng cách đóng vai cây xấu hổ nhé. Mình rất tiếc vì sao nhỉ? Vì không được thấy đàn chim rất đẹp, có đúng không nào? Chúng ta cùng trả lời ngay để tìm ra đáp án cho câu hỏi số 4 nhé. Đóng vai cây xấu hổ này, mình rất tiếc khi không được gặp chú chim xanh biếc kia. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là khi mà có tiếng động này, khi là bị chạm vào, thì cây xấu hổ sẽ co lại. Vì vậy mà chúng không thể nhìn thấy được con chim xanh biếc. Mà mọi cảnh vật, mọi cây cối đều suýt xoa. Có đúng không nhỉ? Rồi, các con cùng hoàn thành ở trong vở cho cô nhé. Hoàn thành xong câu hỏi số 4 thì chúng ta đi vào câu hỏi số 5 này. Câu hỏi số 5 như sau. Dựa vào câu chuyện chú đỗ con, viết 2 đến 3 câu về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ. Đây là một câu hỏi rất thú vị đúng không nào? Và bây giờ thì cô sẽ kể lại câu chuyện chú đỗ con cho các con nghe. Và qua đó các con hãy nói cho cô biết hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ như thế nào nhé. Các con chú ý lắng nghe câu chuyện. Chú đỗ con.
Một chú đỗ con ngủ khì trong cái chuông khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy, chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài. Ai đó? Cô đây. Thì ra cô mưa xuân, đem nước đến cho đỗ con được tắm mát. Chú lại ngủ khì. Có tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ cựa mình gọi. Ai đó? Tiếng thì thầm trả lời chú. Chị đây mà, chị là gió xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm. Đỗ con lại cựa mình. Chú thấy mình lớn phồng lên, làm lứt cả chiếc áo bên ngoài. Chị gió xuân bay đi, có những tia nắng ấm áp khẽ lay chú đỗ con. Đỗ con hỏi, ai đó? Một giọng nói ồm ồm, âm ấm vang lên. Bác đây, bác là mặt trời đây. Cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách tới trường rồi đấy. Đỗ con rụt rè nói, nhưng mà trên đây lạnh lắm. Bác mặt trời khuyên, cháu cứ vùng dậy đi nào, bác sẽ sưởi ấm cho cháu, cựa mạnh vào. Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh, chú trồi lên khỏi mặt đất sáng bừng ngành nắng xuân. Đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp. Như vậy là cô đã kể xong câu chuyện chú đỗ con rồi. Đây là hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ, đúng không nào? Và đây cũng chính là cách đâm chồi nảy lập của tất cả các hạt giống. Vậy thì vận dụng vào câu chuyện này, các con cùng quay lại với cô câu hỏi số 5 nhé. Nào, bây giờ hãy viết cho cô 2 đến 3 câu về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ. Cô hướng dẫn này, các con hãy viết cho cô xem là cái hành trình đó diễn ra như thế nào, từ bước nào đến bước nào, hay là hành trình đó diễn ra khó khăn hay dễ dàng và nhận được sự giúp đỡ của những ai. Bây giờ các con cùng suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi số 5 nhé. Còn với cô này, cô sẽ viết về hành trình đó như sau. Hành trình trưởng thành của đỗ con trở thành cây đỗ là trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là ủ mầm, đỗ con ngủ trong chuông 1 năm. Sau đó, đỗ con thức giấc đón mưa, gió và ánh mặt trời. Cuối cùng, đỗ vươn mình đón ánh nắng mặt trời và trở thành cây đỗ. Như vậy, cô đã viết xong 2-3 câu về hành trình của hạt đỗ trở thành cây đỗ rồi. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta chỉ cần nói lại các ý được nói đến trong câu chuyện mà thôi. Các con nhớ cho cô là chúng ta sẽ viết hoa cho cái đầu tiên, kết thúc một câu là một dấu chấm. Sau dấu chấm, các con lại viết hoa cho cái đầu tiên cho cô nhé. Và câu hỏi số 5 cũng chính là câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay rồi. Buổi học đến đây là kết thúc. Cô Lan Anh rất mong gặp lại các con ở những buổi học tuần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.